đoàn trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ xin gửi tới các quý vị đại biểu, ban giám khảo, quý thầy cô lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Chúc cho chương trình liên hoan tiếng hát người giáo viên nhân dân thành phố Thái Nguyên năm 2022 thành công tốt đẹp. Chương trình dự thi liên hoan tiếng hát người giáo viên nhân dân năm học 2022 của đoàn trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ bao gồm các tiết mục sau: 1. Hát múa Vinh Quang Việt Nam, biểu diễn tốt ca múa. 2. Múa nét Việt, biểu diễn tốt múa. Sau đây chương trình dự thi của đoàn trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ xin phép được bắt đầu.
Thank you.
cảm ơn phần biểu diễn đến từ trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ.